Và ngay bây giờ tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ đến với một trận đấu của hai đối thủ đến từ biệt đội siêu chủ tịch Việt Nam mùa 2, Nhật Thịnh và Thục Nữ. Hôm nay có vẻ cá tính nhờ, tại còn áo da váy da rồi có vẻ rất là ngầu. Vì sao? Lần này thì em muốn quay 180 độ để chứng minh là em vẫn chưa thể hiện hết bản thân của em là người như thế nào. Còn cái điều gì em có thể bật mí cho mọi người một tí xíu được không? Thường thì mọi người nghĩ là những người mà đọc sách nhiều á thì thường là những người sẽ rất là hiền này, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách này, không biết làm cái gì khác ngoài việc đọc sách. Nhưng mà em thì không phải như vậy, em vẫn ăn chơi rất là nhiều. Lần đầu tiên tôi nghe một thí sinh nói là anh đừng coi thường em nha, em biết ăn chơi đó. Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Thế còn Nhật Thịnh thì anh không biết là cái thế mạnh của em là gì để em có mặt trong cái trận đấu này. Em tin là không những anh mà tất cả mọi người xung quanh đều bất ngờ. Vì các phần thi trước đây của em ở siêu trí tuệ Việt Nam đều chưa thể hiện ra lĩnh vực này. Khi mà em quyết định đứng lên đây thì em muốn chứng tỏ là thành tích của em ở Olympia không phải là ngẫu nhiên ạ. Trận đấu ngày hôm nay không phải là Thục Nữ đấu với Nhật Thịnh thưa quý vị, mà là hai bạn này sẽ cùng thi đấu với một đối thủ trở lại từ mùa 1, một trong những bộ não ưu việt của siêu trí tuệ mùa 1. Thưa quý vị, chúng ta hãy chào đón sự trở lại của Hà Việt Hoàng. Lần này trở lại đây, anh em có nói một cái câu là một em với phiên bản tốt hơn. Thế trong năm qua em đã làm gì để em tự tin cho rằng đây là phiên bản nâng cấp của mình? Tất cả những cái gì mà em có được ở sân chơi này năm ngoái thì đều sẽ là những bài học để mà em trưởng thành hơn. Đặc biệt là việc mà em sẽ phải bình tĩnh hơn ở trên sân khấu, đấy là cái bài học lớn nhất mà em có được. Đồng thời thì sau cái cuộc thi siêu trí tuệ thì trong một năm qua em cũng làm được khá là nhiều điều mới, có thêm những công việc mới, gặp những bạn bè mới và có những cái trải nghiệm mới. Và em tự tin rằng là tất cả những trải nghiệm đấy thì đều sẽ giúp cho em có thêm những cái góc nhìn mới về cuộc sống. Ngày hôm nay khi nói được những điều này ra thì bạn Việt Hoàng của chúng ta đã trở lại đây với sự trưởng thành hơn. Và quan trọng hơn hết là hiện nay đối thủ của bạn, thưa quý vị, là hai người đã từng là tuyển thủ của Olympia. Và tôi báo cho quý vị biết là Hà Việt Hoàng cũng vậy. Họ sẽ thi đấu gì với nhau? Mời quý vị cùng theo dõi. Thử thách Bạch Mã Đồ. Các tuyển thủ sẽ cùng trải qua hai vòng thi đấu. Vòng đấu thứ nhất trên màn hình hiển thị 50 đến 60 cụm từ, bao gồm cụm từ gợi ý và các cụm từ gây nhiễu. Cứ mỗi 3 cụm từ gợi ý sẽ tạo thành một từ khóa. Những cụm từ này bị xáo trộn ngẫu nhiên. Các từ khóa của đề thi sẽ tương ứng với các dãy ô chữ được tô đỏ. Các ô chữ hoạt động theo nguyên tắc đầu cuối. Các tuyển thủ có tổng cộng thời gian là 15 phút để quan sát tư duy về các cụm từ gợi ý và ghi nhớ hệ thống các ô chữ. Sau 5 phút quan sát song song, hệ thống ô chữ sẽ biến mất. 10 phút còn lại chỉ dùng để tư duy và kết nối 15 cụm từ khóa đúng. Kết thúc thời gian quan sát và tư duy, các tuyển thủ tiến hành viết đáp án lên bảng tọa độ. Tuyển thủ nào thực hiện xong sẽ bấm nút dừng thời gian. Lưu ý, trong thời gian 15 phút tư duy và ghi nhớ, nếu như có hướng giải quyết, tuyển thủ được quyền bắt đầu giải các ô chữ, nhưng với điều kiện không được nhìn lại đề bài ban đầu. Ưu tiên độ chính xác. Trong trường hợp cả 3 cùng đưa ra đáp án đúng, hai tuyển thủ nào dùng ít thời gian hơn sẽ giành quyền bước vào vòng đấu thứ hai. Vòng đấu thứ hai, luật thi sẽ tương tự vòng 1, nhưng một số ô trong hệ thống ô chữ sẽ bị ẩn đi sau 5 phút. Các từ khóa sẽ biến mất, chỉ còn hệ thống ô chữ đã bị ẩn. Tuyển thủ phải tự suy luận để giải quyết và hoàn thành hệ thống các ô chữ. Ưu tiên độ chính xác. Trong trường hợp cùng đưa ra đáp án đúng, tuyển thủ nào dùng ít thời gian sẽ giành chiến thắng. Bây giờ để giám khảo Dương Anh Vũ nói rõ hơn một tí nữa về cái độ khó của tiết mục này. Việt Hoàng là người đã từng chơi Bách Khoa Siêu Chữ ở mùa 1, và em so sánh với Bạch Mã Đồ của mùa 2 thì em thấy đề nào khó hơn? Đối với em thì đương nhiên Bạch Mã Đồ là một đề khó hơn, và cái độ khó của nó tăng lên rất là nhiều. Em nghĩ là nếu như nói 10 lần là còn hơi nhỏ. Nó là một trong những đề mang tính đa nhiệm khủng khiếp nhất của cả hai mùa siêu tuyển Việt Nam mùa 1 và mùa 2 luôn. Ví dụ nha, cái thằng Bách Khoa Siêu Chữ là nó có keyword sẵn, cho nên bạn chỉ cần nhớ keyword, xong bạn ướm keyword lên đúng cái ô là xong. Còn Bạch Mã Đồ không có keyword sẵn, nó chỉ có 3 gợi ý. Anh phải dựa vào 3 gợi ý đó để anh suy luận ra keyword. Nhưng một keyword đúng nó có nhiều biến thể. Justin, em nghĩ sao về cái đề thi như thế này?
Em ngồi đây em nhìn anh tả thôi em thấy xoắn não. Đối với tôi cảm thấy nó là bất khả. Tôi cũng muốn là đợi đấy để xem và để wow trong cái tiết mục tiếp theo. Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 chỉ có trên HTV2 V-Channel lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần. Vé đẹp đích thực phát sóng độc quyền trên Vion 23 giờ thứ tư và thứ năm hàng tuần.